chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Không rèm, không có gì review anh em biết sao, tại vì không có gì hay ho đâu. Này con chị có hay ho. Này là bạn khách đến từ Sóc Trăng. 83 Sóc Trăng nha nè. Hôm nay bạn này là qua mình gắn phục RCB. Ồ phục cái leo nhà bên em phục cái leo nha. Với tài RCB. Tay mình nhiều rồi. Cái này là làm rất là lâu rồi, này rất là nhiều, trôi muốn mục luôn rồi. Nhưng mà mình hình như mình chưa chỉ anh em cái mẹo để gắn cho Winner X và những xe mà ABS như Winner rồi đó thì anh em coi hồi xưa mình có chỉ add radar sẽ chia rồi, quá dễ rồi đúng không? Còn Winner mình chưa làm, thì hôm nay mình sẽ có vài chuyện để mình chỉ các bạn. Các bạn nào mà mua về gắn không được, đem ra thợ thì làm video này cho thợ coi cách gắn. Tại vì khi có những nơi họ chưa gắn cái này bao giờ thì mấy họ rất là lạ lẫm, mà nhiều khi làm sai thì mắc công nó hư xe anh em ha. Ok rồi, đầu tiên với cái xe này nè anh em thấy không, bây giờ hiện tại đang là zin ha, thì đây là cái tay thắng zin của Winner đúng không, còn bên đây là tay côn. Cái tay côn này á, anh em nào muốn gắn á thì mình phải nói trước với anh em luôn, chúng ta muốn gắn được cái tay này như zin đó là không được. Chúng tại sao hãng là có cái này dính đây, bạn muốn gắn á thì các bạn phải dùng máy cắt bạn chịu cắt cái này bỏ ha, cắt bỏ cái khớp này để thành một cái ống sụt tròn bình thường thì bạn sẽ gắn được cái tay này. Và gắn cái tay này á thì hắn vẫn còn chân kiến bình thường, tại chân kiến là nằm đây, mình không cắt cái chân kiến, để bạn tưởng là cắt cái này gắn chân kiến không được, không phải nha, chân kiến nằm đây và tay này nằm đây, nó không liên quan gì với nhau hết. Và cắt cái này nó cũng nằm ở trong dàn áo luôn cái phần mà dàn áo nó chỉ là như đây thôi, cái này bằng ở trong, chỉ cần cắt sơn đen lại là xong ha, một hồi mình làm cho bạn xem. Còn mấy bên đây nè, đối với cái tay mà Winner của ABS á, nó khó chịu một cái á là ở đây nó sẽ có bộ ABS ha, ngay trong đây hàng đây ha, đó, ngay trong đây nó sẽ có bộ ABS đó, hay chờ bộ ABS đó. Thì mình sẽ có hai cách, một á là mình xài dây zin lại, nhưng mà xài zin lại xài lại á thì sẽ rất là căng. Mình sẽ để cho mình nãy á zin của nó là dây màu trắng nằm dưới đúng không, dây đen nằm trên, thì mình sẽ lộn ngược lại lộn ngược lại thành dây đen nằm ở dưới, dây trắng nằm trên nếu bạn muốn sử dụng dây zin. Và bạn sẽ cắt bỏ cái gờ gờ này, và cuối cùng nữa là bạn phải bẻ thẳng cái này đi, bẻ thẳng cái này ha, cái này bạn sẽ bẻ cho thẳng lại, ở dưới đây bạn sẽ bẻ cho nó lài ra chút xíu thì bạn sẽ gắn được cái tay 17. Bởi vì cái tay hắn RCB, bởi vì cái tay hắn RCB á nó sẽ là khác cái vị trí lỗ dầu nó sẽ khác vị trí lỗ dầu đây, lỗ dầu nè, lỗ dầu của tay RCB sẽ nằm ở dưới, bạn thấy không, đây nằm dưới là tương đương là nằm ở đâu đây nè, ngay chỗ cái cục cảm biến này nè, thì nó sẽ hụt một khúc khoảng 5 cm. Dây zin nó bạn gắn vô sẽ hụt, nó sẽ căng. Bạn chế thì đẳng được, nó sẽ nằm ra ngoài vậy nè, nó sẽ căng ra vậy nè, nó nằm ở ngoài đi hết, nó sẽ rất là căng. Cho bạn nào tiết kiệm kiểu như mà tiết kiệm hết mức thì vẫn gắn được nhưng rất là căng. Còn hướng dễ hơn á thì mình tìm một sợi dây dầu sao, dầu sao zin của anh nớ đừng nữa. Các bạn nào xài dây zin Winner cũng được, nếu bạn vô hãng mà mua xài dây zin đằng sau hoặc là mua dây mô zin gì đó thì cỡ 60 cm thì nó sẽ dư như vậy. Chúng ta sẽ gắn như vậy, nó sẽ gắn như vậy, được không, nó gắn như vậy là sẽ dư. Còn nếu bạn mà có điều kiện chút nữa, chỗ này bấm sợi dây heo, bấm sợi dây heo dài hơn sợi dây zin 5 cm thì sợi heo dài khoảng từ đây về tới đây đó, sợi heo khoảng như đây thôi đó, thì sợi heo thì nếu mà bấm phút vậy thì sẽ mắc gấp 3 lần cộng này khoảng 1 triệu. Còn nếu mà sợi này khoảng 200-200 ngàn thôi. Đó, gắn như vậy. Rồi, bây giờ sẽ tiến hành mình gắn vô cho các bạn xem ha. Còn này là quay và chỉ các bạn là trước khi gắn là như thế nào. Tại vì nhiều khi mình hồi trước mình không có không bạn. Mình gắn vô xong thì thấy có cái khúc cái ngoài không mà. Đâu chỉ gì đâu không? Đó, giờ mình chỉ trước khi gắn. Giờ mình gắn xong mình quay lại cho bạn xem lần nữa ha. Ok. Đây, bây giờ là mình đã cắt xong cái phần gờ nãy đúng không? Mình cứ cắt cái phần này, mình chỉ cần cho nó láng o lại cho này. Cắt phần ở dưới đây, sau đó bạn chỉ cần sơn chống xét lại ha. Còn ở tên cái tay RCB thì sẽ là có cái cục này, thì nó sẽ có gờ lên một khúc này đúng không, khúc để gắn chân kiến, thì bạn sẽ cắt bỏ đi như vậy là mình sẽ gắn vô dàn áo sẽ không còn bị cấn nữa. Rồi bây giờ sẽ tiến hành mình gắn tay côn như một cái xe bình thường thôi đó, vậy là xong các bạn ha. Rồi phần đó mình sẽ gắn tiếp tục mình gắn mấy bên tay hắn ha. Đối với tay hắn RCB mình gắn cho Winner thì chúng ta nên tháo cái cục này ra. Cái cục này là của zin, nó sẽ nằm ở đây. Mình tháo ra mình bỏ, tại Winner là không cần cái đó. Nếu gắn cái đó sẽ không gắn gì côn được ha. Rồi
Ở đây á là sẽ có cái bộ để bóp hắn mà chúng ta đề, thì cái này zin một hồi chúng ta sẽ cắm lại như zin. À là xong. Để mấy bạn nào có hỏi gắn vô bóp côn đề được không thì nó vẫn còn sẽ được bình thường mạng đây. À, thấy cái phần này không? Đó, thì hồi mình sẽ chui cái này vô y chang zin nha các bạn. Đó. Nhưng mà giờ mình chưa chui ha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình gắn tới bên đây. Thì mấy bên đây mình cũng sẽ cắt bỏ cái phần chân chiến tương tự như ở bên của bên đây ha, cắt bỏ tại phần này trong dàn áo hết trơn à. Cái này không cắt á thì sẽ đụng ở đây ha. Rồi. Dây dầu hồi nãy mình đã nói rồi, chúng ta đi một sợi dây như vậy sẽ rất là dễ, nó sẽ rộng rãi hơn và sẽ không cấn nhà áo ha. Rồi ta hãy mình gắn như thế như này. Rồi bây giờ mình sẽ canh dầu. Đối với miếng xe này á, mà bạn không hay heo á, cái mẹo của anh cho các bạn là chúng ta đừng có mở dưới đây dễ tân á, tại vì tay là CB chúng ta có một cái lỗ canh dầu ở đây rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần châm dầu ở đây và cho dầu nó chảy qua đây xuống dưới bộ ABS là chúng ta sẽ canh ngược từ dưới canh lên ha, chúng ta không cần phải xả gió dưới cho nó lẹ ha. Đây là mẹo dành cho các bạn. Còn các bạn nào không có bộ ABS còn dễ nữa, nếu không tháo sợi dầu á là nguyên trong sợi dầu zin nó sẽ có dầu luôn, là chúng ta chỉ cần canh dầu từ dưới đây lên đây thôi. Thì nếu mà bình thường mấy xe mà làm như vậy á, ở đây mình bóp tay này bóp 4 cái là coi như là canh dầu xong. Tay này mình nghĩ chắc khoảng bóp 4 cả 20 cái đó, nói chung là rất là dễ luôn. Giờ sẽ canh dầu ha, rồi mình ráp vô thì canh dầu như bình thường ha bạn ha. Đó. Ok xong các bạn, rất là đơn giản luôn. À rồi bây giờ cái bình dầu này thì các bạn nghĩ mình sẽ làm như thế nào? À, bình dầu này mình không ai nằm như vậy nha bạn. Bây giờ mình sẽ ráp dàn áo xong, cái bình dầu này cái hướng này mình sẽ quay ra ngoài đây một tí. Và đặc biệt thì cái bình RCB á, tay RCB thì tặng luôn cái bình dầu RCB các bạn. Đây. Đây là bình dầu RCB. Đó, bình xịn, bình sóng khói. Thì các bạn thấy ở đây có mức mát min nè. Cái này đơn giản thôi nhưng mà không có gì phải chỉ, nhưng mà vẫn phải nói. Các bạn chỉ cần đổ dầu nằm ở trong cái mức này là được. À, đừng có đổ đầy các bạn. Đừng có đổ đầy phè nha. Đổ đầy phè là rất là dở. Bạn đổ phải có độ khoảng hở như vậy nè ha. Chứ bạn đừng có đổ đầy. À, có nhiều bạn hỏi mình sao không đổ đầy, đổ tiết kiệm bạn chiên miếng. À, miếng dầu này không nhiều tiền hết trơn á, nhưng mà chúng ta không nên. Nếu mà đổ đầy á thì khi mà đậy lại á nó sẽ bị kín thôi. À, cái này là phải có một khoảng để cho nó thở. À, giống như là hả mình đã nói bạn rồi, gắn tay dầu bên dầu rồi thì chúng ta khuyến khích nên gắn lại cái bình dầu ha, chúng ta đừng nên bỏ cái bình dầu này đi ha. À, như đây nè, bình dầu thì sẽ có cái đường cái rãnh các bạn ha, hay cái rãnh không đã, cái rãnh này là gió không khí sẽ vào đây, nó đi vào cái lỗ nhỏ ở giữa này ha, để cho cái này nó hụt lên hụt xuống để chúng ta bóp hắn á thì nó sẽ thở. À, con heo sẽ chạy. À, để nhồi hơi dầu quá, bây giờ chúng ta dặn cứng lại cũng không sao tưng á, nó vẫn có đường không khí vô ha. Rồi tay hắn là như vậy là xong. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái đầu đèn vô là kết thúc cái chương trình này ha, rất là đơn giản luôn. À, rồi giờ sẽ gắn đầu vô cho bạn xem ha. Ok, mấy cái dầu hắn này nè bạn canh á, bạn nào ở nhà canh á lỡ nó vương vãi tí vậy nè không sao hết trơn á, 5-10 phút bạn xách xe ra bạn rửa sạch là bình thường. Chừng nào để qua đêm á thì mấy sợ bị tróc sơn hoặc là bị hư hại này kia, còn này 5-10 phút cũng sao hết trơn bạn ha. Bạn nào kỹ lấy khăn lau, còn không kỹ thì chúng ta rửa là lẹ nhất. À, cái xách xe ra rửa là sạch nha. Ok. À, đường vây dây dầu như vậy nè, mình chỉ các bạn gắn cho xe ABS nha. Còn không ABS thì chúng ta cứ lấy dây zin cắm bụp bình thường hoặc là mua hai dây mới là chuyện bình thường ha. Còn nếu dây zin xài lại thì không ABS thì gắn trực tiếp, còn có ABS chúng ta nên mua thêm một sợi dây để gắn như vậy cho nó dễ dàng ha bạn ha. Rồi bây giờ sẽ gắn cái đầu đèn vô. Ok nhé bạn, bây giờ hiện tại chúng ta đã gắp xong rồi. À, thì cái bình dầu chúng sẽ bắt như vậy. À, đấy. Đây là xe Winner V3 có ABS. À, thì gắn xong thì mọi thứ hoạt động bình thường. À, tôi hắn 14mm cho heo zin rất là nhẹ nhàng. À, xe màu xám bạc, mới đầu bạn chọn màu đen nhưng mà nói xe này gắn tàu bạc mới đẹp bạn thấy không, gắn tàu bạc vô thì nó sẽ liền hơn không, bạc đen nè, bạc đen nó gắn vô nó sẽ liền cái xe hơn. Tay côn đây. À, hoạt động bình thường đó. Ok. À, rồi em thử đè đít nhanh cái để xe này sẽ quay bánh cho bạn xe ha. Này xe zin ha. À, đó nhẹ nhàng thôi, như vậy là ăn rồi. Còn hệ thống ABS thì vẫn hoạt động bình thường nha bạn ha, nó không liên quan với hệ thống ABS hết. Để cho bạn hỏi là gắn vô rồi ABS nó xài được không thì nó vẫn là một thắng bình thường bạn. ABS là bộ dưới ở trong đây, nó hoạt động bình thường, nó không liên quan gì hết ha. Đây chúng ta chỉ khoét một tí ở đây cho bạn nào mua về nhà biết nha. Còn cái bên tay bên trái đây là chúng ta giữ zin hoàn toàn ha. Cái bóp côn á để ấy á là nằm đây, chúng ta gắn lại như zin thấy không. Đây đây đây. Rồi chân kiến là nằm đây ha, chân kiến thì nằm đây bình thường thôi, không liên quan gì hết nha. Rồi ok, hôm nay là mình chào xe
Với sẵn tiện cho bạn xem nữa là cái phuộc này là phuộc cái leo cho Winner X, mình đâu Winner là mình quay rất là nhiều lần rồi ha. Nhiều bạn hỏi gắn vô thì nó cao thấp như thế nào thì nó gắn vô là như vậy. À, dừng chống đứng là như vậy. À, thấy hở bánh xe không? Rồi, bây giờ em thử em lên xe em ngồi giùm anh coi. Để cho bạn xem, tại những bạn hỏi quá trời, nhiều khi mấy bạn nào không biết á. Hạ xe xuống luôn. Đó. À, cảm giác sao em? Nó có lùn hay thấp hơn không? À, cảm giác bình thường đúng không? Nhưng mà bạn thấy không, khi bạn ngồi lên nè, cái cảm giác bạn thấy chỗ này sẽ gần hơn nè. À, hãy nhìn mấy hông mấy ngang nè, đó nó sẽ thấp hơn. Thấp hơn gin là khoảng như đây nè bạn ha. Tại vì cái phuộc này là 225 mà gin là 232, là gắn hơn cái phuộc gin là 7 ly. 7 ly ở cho ở trong đây thì ra ngoài đây thành ra khoảng như đây nè bạn, nên nó sẽ rất là nhiều ha. Thử không lên thêm đứa nữa đi. Hai đứa ngồi nè. Đó, hai đứa ngồi nè. Đó, phải không? Hai người ngồi nè nha ha. Đó, Winner nè. Đó, hai người ngồi. Rất là ok, nhúng cái coi. Đúng không? Sao đụng được nha, xa lắc xa lơ luôn. Đó, coi bạn nào gắn phuộc ẹt vô là khỏi chạy luôn nha. Gắn phuộc ẹt vô là cái dè này với cái này chắc chắn sẽ đụng, nếu bạn nhúng mạnh là sẽ đụng. Đó, rồi ok nha. Rồi, ok, cảm ơn em luôn. Rồi, hôm nay mình đã hoàn thành xong một chiếc xe WinX gắn cùng GCB gắn phuộc cho bạn xem và hướng dẫn các bạn lắp ráp nha. Ok. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên ấn cho mình một like và một subscribe đúng không kênh. Mình chia sẻ những video mới nhất bạn xem. Thì những cái gì hay ho, khó khăn hay là ráp cái gì khó mình sẽ quay lên mình chỉ các bạn. Còn những cái gì mà dễ quá thì mình sẽ lướt qua ha. Ok, chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip sau nha. Bye bye.